Tôi đang có mặt tại cầu Phong Châu, nối giữa hai địa bàn huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ, nơi mà vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay đã xảy ra vụ sập cầu, khiến cho hơn 10 phương tiện ô tô và hơn 13 người rơi xuống sông và hiện nay đang bị mất tích. Và theo thông tin mà chúng tôi có được thì tại thời điểm này, các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ đã được huy động toàn bộ, tập trung ở đầu cầu để thực hiện cái công tác mà tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thì chúng tôi đã khẩn trương báo cáo quân khu và báo cáo Ủy ban phòng chống lụt bão của tỉnh và chỉ đạo lực lượng cơ động ra hiện trường phối hợp với công an và các lực lượng khác thực thi nhiệm vụ tại thực địa. Riêng lực lượng vũ trang của tỉnh thì tại điểm đây là 350 đồng chí và 5 xuồng, trong đó có 3 xuồng ST-660 và 2 xuồng ST-450. Chúng tôi vẫn đang túc trực ở đây, sẵn sàng hiện lệnh. Thời điểm này nước sông Hồng đang dâng lên rất cao và khiến cho công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Vào trưa ngày hôm nay, đoàn công tác của chính phủ đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến cho mưa lớn ở khu vực này, nước sông Hồng lên rất cao và dòng nước chảy rất xiết. Thấy trên bờ hiện nay, ngoài cơ quan chức năng đang tổ chức ứng trực để sẵn sàng các phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, có rất nhiều những cái người dân mà đang cũng mong ngóng người thân của mình ở đây. Chị dâu đang tham gia giao thông thì không may thì bị sập cầu. Bây giờ thì ở đây để chờ tin tức thôi ạ. Năm nay nước lớn, bị rơi xuống đây thì làm sao mà có cái phép màu nào đến nữa. Thưa quý vị, mực nước sông Hồng đang lên cao do lũ thượng nguồn đổ về. Khoảng 10 giờ sáng nay, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ đã đột ngột đổ sập. Tại thời điểm cầu sập, trên cầu có cả ô tô và xe máy lưu thông. Khả năng cao người và phương tiện đã gặp nạn. Hiện tại các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân cũng như triển khai các biện pháp ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Cầu Phong Châu được xây dựng với kết cấu dàn thép có chiều dài gần 380 m. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cây cầu này. Thưa quý vị, mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 đang gây lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều địa phương ở miền núi của phía Bắc. Chiều hôm qua, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở thôn Hòa Sử Bán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đã vùi lấp 4 nhà dân, có 26 người. Chính quyền địa phương đã xác định vụ sạt lở làm 6 người chết và 9 người bị thương. Một số người hiện vẫn đang mất tích và đang được lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều qua ngày 8 tháng 9. Một lượng rất lớn bùn đất từ núi cao phía sau đã sạt xuống nhà của 4 hộ dân thôn Hòa Sử Bán 1. Trước đó, một số người đã phát hiện có dấu hiệu bất thường và cũng đã cảnh báo cho mọi người. Thế nhưng, do sạt lở diễn ra quá nhanh nên nhiều người đã không kịp chạy thoát. Anh trai thì cũng đưa được hai đứa con ra khỏi rồi. Thì bây giờ nó đi ra viện rồi, nhưng mà còn vừa có em trai nó mất, còn một đứa em bé ở trong miệng luôn, thì nó cả hai người đấy mất đi rồi. Ngay sau xảy ra sạt lở nghiêm trọng, lực lượng tại chỗ của xã Mường Hoa và thị xã Sapa đã tiếp cận hiện trường thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Do mưa vẫn lớn, nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Chính quyền xã đã đề nghị hỗ trợ thêm lực lượng để tìm kiếm người đang mất tích. Xã đã kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên để huy động bổ sung lực lượng hỗ trợ cho xã trong công tác tìm kiếm. Trước cơn bão số 3 xảy ra thì xã Mường Hoa đã rà soát các cái vị trí. Tuy nhiên cái vị trí ở thôn Hòa Sử Bán 1 này là không nằm trong cái vị trí mà xã đã rà soát. Đây là một cái hiện tượng thiên tai xảy ra bất thường.
Đến 18 giờ chiều tối qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể, 9 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang được khẩn trương. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, tại xã A Lù, huyện Bát Sát, Lào Cai, xảy ra vụ sạt lở khiến 7 người trong 4 hộ gia đình bị mất tích. Lực lượng chức năng đã huy động gần 300 người để tìm kiếm. Tuy nhiên, khó khăn là trời vẫn đang mưa rất to, đất đang tiếp tục sạt, đào bới đất thì lại sạt xuống. Lực lượng cứu hộ chỉ đến tiếp cận được gần khu vực sạt lở, chứ chưa thể triển khai công việc được. Và trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn tỉnh. Vâng, thưa quý vị, cùng với việc khẩn trương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và tìm kiếm người mất tích, lực lượng chức năng ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cũng tập trung di rời, sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân ở những vùng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, vùng thấp, ngập lụt đến nơi an toàn. Ngay trong đêm qua, 150 người ở thôn Hòa Sử Pán, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, nơi xảy ra sạt lở làm 6 người chết, đã được sơ tán an toàn, đến ở tại các trường học trong xã. Cũng trong đêm qua, chính quyền thị xã Sapa đã tập trung đưa những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm di chuyển đến nơi ở tập trung. Trong sáng nay, nhiều khu vực nguy cơ sạt lở nguy hiểm ở Sapa cũng được chốt chặn, đặc biệt là các khu vực dễ xảy ra lũ ống và lũ quét. Chia làm các nhánh để hướng dẫn bà con nhân dân là những đường nào mà có lũ ấy, thì mình không nên đi qua, nên đi tránh đi đường khác. Cũng thông báo cho bà con là ít đi lại cái tuyến đường có nguy cơ sạt lở và nguy hiểm, nước lũ vẫn trôi đấy ạ. Chính quyền thị xã Sapa cũng đã di chuyển người và tài sản của hơn 300 hộ dân đang phát triển nghề nuôi cá nước lạnh ở ven các khe suối ra khỏi vùng nguy hiểm. Chúng tôi kiên quyết là tất cả các hộ dân là không được ở khu vực ven suối. Nếu hộ dân nào không chấp hành thì thị xã cưỡng chế di chuyển đến nơi an toàn. Và đánh giá chung thì tình hình thực hiện cái việc mà đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực ven suối là chúng tôi đã thực hiện một cách hết sức là triệt để. Tất cả những cái hộ dân nếu không có việc gì quan trọng thì không ra đường. Thế còn lại là các lực lượng phải túc trực 100% quân số. Tại Lào Cai, diễn biến mưa lũ đang hết sức phức tạp. Ngay trong đêm qua, thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bát Sát, Văn Đàn, Bảo Yên tiếp tục có mưa to, nước lũ tại các sông, suối dâng cao gây ngập úng nhiều khu dân cư. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ di rời, đưa người dân ở các khu vực trọng yếu đến tránh trú ở những nơi an toàn. Thưa quý vị, hoàn lưu sau bão kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ khiến mưa lớn còn kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 9. Diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét sau bão tại các tỉnh vùng núi Trung du Bắc Bộ còn rất phức tạp, mức báo động ở cấp 3. Đây là nhấn mạnh từ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp thông tin khẩn cấp về mưa lũ do bão số 3 trong sáng nay tại Hà Nội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp do Văn phòng Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sáng nay ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ thông tin khẩn cấp về cơn bão số 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ nên sáng nay đến ngày 11 tháng 9 thì miền Bắc Thanh Hóa tiếp tục có mưa và dông rải rác, cục bộ thì có nơi mưa to đến rất to và nhiều nơi như là Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai thì tổng lượng mưa thời gian này lên tới 130 đến 250 mm, có nơi thì đến 450 mm. Nguy cơ mưa lũ và sạt lở đất ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân trên các khu vực này đang hiện hữu. Và đặc biệt đáng lo ngại là lũ ở trên các sông Mã tại Lý Nhân là 9,5 m ở mức báo động 1, ở sông Cầu, Đáp Cầu lên 4,73 m trên mức báo động 1. Cảnh báo thì từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 trên các sông khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì trên các sông nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La thì ở mức báo động 2, báo động 3 và cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là đang ở mức cấp 3. Hiện nay thì các tỉnh như là Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai thì đang có các biện pháp ứng phó lũ, sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt, trũng thấp bị ảnh hưởng do lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước.
Theo báo cáo từ các địa phương thì một số thiệt hại bước đầu thống kê đến 6 giờ sáng ngày 9 tháng 9, hiện tại thì đã có tới 26 người chết và mất tích. So với báo cáo ngày hôm qua thì đã tăng lên 247 người đang bị thương và cũng tăng lên so với báo cáo ngày hôm qua. Thiệt hại về nông nghiệp đến thời điểm hiện tại đã có 142.527 ha lúa màu, cây ăn quả bị thiệt hại ngập úng, 121.668 cây xanh bị gãy đổ, 25 tàu thuyền các loại tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh bị chìm. Ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội thì bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Cũng tại cuộc họp, các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ những thông tin cũng như kiến nghị một số biện pháp để hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục, giảm nhẹ thiên tai do bão và mưa lũ số 3 gây ra.